Làm chướng người rốt cuộc là làm chướng mình. Thực ra không nên nói lời gây chướng người kiến thiết xây dựng cúng dường tam bảo sẽ rất có tội. Dù chỉ tạo ra chút chướng ngại cho người thì mình cũng phải lãnh quả báo. Ta không hề biết làm chướng chúng sinh, cuối cùng thành là gây chướng cho mình. Điểm này tôi thể hội rất sâu sắc. Tôi từng viết bài "Không sát sanh làm sao đuổi được muỗi trùng đi" trong cuốn Báo ứng hiện đời. Bây giờ xin kể thêm một câu chuyện giao cảm giữa tôi và loài kiến. Gieo chướng gặp chướng. Trưa nọ tôi về nhà, vừa dắt xe qua cổng mới tiến vào sân thì chứng kiến một cảnh tượng khiến tôi hốt hoảng ngây người nhìn. Một đàn kiến đen dài khoảng 5-6 mét đang nối đuôi nhau diễn hành, khí thế rất hùng dũng. Chúng từ trên mái ngói trước hiên bò xuống, sau đó tiến về cửa phòng ngủ của tôi, men theo cửa sổ và các khe kẹt trên nền gạch mà ùng ùng tiến vào không dứt. Nhìn thấy cảnh này, một kẻ vừa mới phát nguyện không sát sanh chưa bao lâu như tôi bỗng đâm ra lúng túng, không biết xử trí làm sao. Tôi chẳng đoán được bao giờ lũ kiến sẽ vào phòng ngủ của tôi, trong khi chúng cứ nối đuôi nhau đi liên tục không ngớt như vậy. Nếu không mau mau ngăn cản chúng thiết lập doanh trại, đóng quân nơi phòng ngủ của mình, thì tôi làm sao mà sống ổn đây? Lại cũng không thể dùng thuốc diệt chúng, vậy phải làm sao đây? Trong tình huống cấp bách, tôi vội lao vào nhà bếp, lấy ra một lọ ớt bột, rắc dọc theo các khe, các góc nhà để ngăn chặn, nhằm tạo ra một tường thành ớt, khiến bầy kiến sợ mùi mà không tiến tới. Làm xong, tôi thầm khen mình thông minh. Nhưng thấy kiến chưa chịu chuyển hướng mà bò vòng quanh tường thành ớt, nối bước nhau tiến lên, tôi lại rắc ớt ngăn cản tiếp. Nhưng cản thế nào cũng không hữu dụng, tôi rất thất vọng. Thế là tôi quýnh quán, rắc ớt vào các kẽ hở, hòng cắt ngang hàng ngũ kiến. Lần này thì thành công, kiến không còn chỗ để đi. Tôi hy vọng chúng hiểu được khó khăn trắc trở mà thoái lui, chuyển hướng. Nhưng ngay phút giây đó, tôi bỗng tỉnh ra và thầm lo cho bầy kiến bị tôi đổ ớt chặn lối đi phía sau. Liệu chúng có bị gạt mà chết hay chăng? Lúc này tôi đã tin nhân quả, nên vội lấy hết ớt nhét trong khe rãnh ra. Kiến lại nối hàng ngũ tiếp tục tiến lên. Tôi vô kế khả thi, đành phó thác cho số mệnh. Lúc tôi dùng cơm trưa, lũ kiến vẫn còn hành quân bên dưới phòng ngủ của tôi. Tôi cũng không biết làm sao, đành bỏ đi ngủ trưa. Một tiếng sau, tôi ra thăm lại sân, thấy không còn bóng dáng con kiến nào. Suốt mấy ngày sau đó, tôi luôn lo nhà mình bị bầy kiến quấy nhiễu. Rồi một tháng trôi qua. Vào buổi trưa nọ, tôi phát hiện ngoài cổng có dán một tờ cáo thị: trước 6 giờ chiều nay phải đến đóng phí ga ở 3 địa chỉ. Quá hôm nay nếu không đóng sẽ bị thu phí tính theo giá cao. Do nhân viên thu phí ga đến nhà nhằm lúc vắng người nên đã dán thông báo. Thế là tôi quyết định nghỉ trưa xong sẽ đi đóng tiền. Có 3 địa chỉ thu phí là: 1. Trạm A, nằm ở phía nam rất gần, cách nhà tôi khoảng 3 cây số. 2. Trạm B, ở hướng tây, là một vùng phồn hoa, cách nhà tôi 5 cây số, ở phía sau tiệm buôn. 3. Trạm C, nằm ở hướng bắc, tính từ tiệm buôn đi tới khoảng 2-3 cây số nữa. Tôi nghĩ nộp phí xong thì sẽ vào tiệm mua đồ, nên quyết định chọn trạm B. Lúc tôi đến đó thì thấy cổng đóng, bên ngoài có dán tờ thông báo: hiện bên trong đang tu sửa, xin quý khách vui lòng đến nộp phí ở trạm A hoặc trạm C. Không còn thời gian để mua đồ nữa rồi, tôi tức tốc quay về trạm A để nộp phí, thầm nghĩ chỗ này cũng gần nhà nên mình đóng tiền xong thì về nghỉ luôn. Nhưng khi tôi đến trạm A thì nhận được thông báo: trạm hiện không còn giữ hồ sơ dùng ga của cư dân thuộc khu phố chúng tôi và bảo tôi hãy đi đến trạm C. Lúc này đúng là tôi có lửa mà không biết hướng ai nhóm. Chỉ còn một tiếng nữa là hết giờ làm việc, vì vậy mà tôi phải học tốc phóng như bay đến trạm C
còn 5 phút nữa là tới nơi, thì bỗng nghe một tiếng bóp thật to. Hóa ra bánh sau của xe đạp tôi bị bể. Tôi vừa sốt ruột lẫn bực bội, vội đi tìm người sửa xe. Thật may gần đó có một tiệm. Khi tôi đến được trạm C thì nhân viên thu phí đang ôm cặp táp xuống lầu. Vì hiện đã tan tầm, mọi người đều ra về. May là anh nhân viên này tốt bụng, nhìn thấy bộ dạng bơ phờ thảm hại của tôi, bèn quay lại phòng làm việc làm thủ tục thu phí cho tôi. Dù tiền đã nộp xong, nhưng trong lòng tôi vẫn còn tức anh áp. Hiện quả giận đang bốc cao mà chưa có chỗ phát tiết. Tôi chỉ còn biết rủa mình: đúng là ngu như heo, liên tiếp 2-3 lần đều đưa ra quyết định sai. Tối đó khi ngồi tĩnh tọa, tâm tôi vẫn bị rối ren chưa giải nên khó thể nhập định. Tôi cứ hỏi thầm: rốt cuộc là do đâu chứ? Bỗng nhiên hình ảnh bày kiến một tháng trước lại hiện ra trước mắt, và lập tức tôi hoắc nhiên tỉnh ngộ, thấu suốt hết nguồn cơn. Rõ ràng là ngay lúc bày kiến đang diễn hành tiến vào, tôi đã cố tình rải ớt trước mặt chúng để tạo chướng ngại, ép chúng phải đi đường vòng tiến lên, làm lỡ chuyến đi của chúng. Cuối cùng tôi cũng chiêu cảm kết quả là hôm nay tôi bị lỡ chuyến đi của mình. Nhân như vậy thì quả phải như vậy, đúng là không sai một mãi. Hên là tôi biết hồi tâm, kịp lấy ớt trong khe rảnh ra. Nếu không, có lẽ hôm đó tôi sẽ bị tai vạ đột ngột ập tới nhiều hơn, chẳng hạn như đi đường bị sụt lún, hoặc gặp các kiểu ách tắc gì khác nữa chưa biết chừng. Làm chướng ngại kiến mà còn bị quả báo như thế, huống chi là gây chướng ngại cho người. Trong kinh Địa Tạng có giảng: con người ở cõi này, cử tâm động niệm không chi mà không tạo tội, không gì mà không gây nghiệp. Những nghiệp tạo đời này nhiều vô kể, đếm không hết. Nếu không y pháp tu hành, nhanh chóng sám hối lỗi đã qua, đợi đến khi tai họa ập xuống, thì do chẳng hiểu nhân quả nên ta chỉ biết oán trời trách người, nào biết tất cả những gì xảy đến là do nghiệp xấu của mình chiêu cảm nên. Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, quả báo có là do mình tự làm tự thọ, không mãi mãi sai lệch. Ha ha ha, 问什么的说。